Ta-da! Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cối Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá quà tặng khi các bạn xem phim Doraemon tại Nhật nha các bạn. Đây là ấn phẩm mới nhất 2024 nha. Hình như là bản giao hưởng của Doraemon các bạn. Sắp tới tháng 5 này thì Doraemon sẽ được chiếu tại Việt Nam. Đây là một ấn phẩm hy vọng nhà xuất bản Kim Đồng sẽ mua về và cũng sẽ quà tặng ở trong các buổi chiếu rạp tại Việt Nam vậy. Hôm nay chúng ta sẽ có một số thông tin, một số trò chơi và một mẫu chuyện nhỏ của Doraemon và Nobita nha các bạn, rất là dễ thương và đáng yêu. Và đây là những phác thảo về trang phục, trò chơi nho nhỏ nha các bạn, và đây là những thiết kế rất là đẹp. Đây ấn phẩm cũng nhỏ gọn thôi rồi mà các bạn cùng chiêm ngưỡng qua. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và các bạn những video lần sau.